Nghe vậy nghe rồi nha. Thì để mình nói về cái tinh thần và cái nghị định 64 nãy Vy mới đề cập đúng không? vâng. Thì theo anh hiểu thế này, thì cái tinh thần đưa ra là hoàn toàn là đúng và chính xác. Vì sao như thế? Vì trước đây là có những hiện tượng là một số người ở nước ngoài, hải ngoại, người ta về đây, người ta làm từ thiện, gọi là tự phát á. Thì về về tinh thần đất nước mình á, cứ làm việc từ thiện á, thì không ai cấm họ tự về tự làm. Nhưng có một điều rằng á, sau khi vài năm trước họ đã làm, và khi họ đi qua bên đó lại, thì lại có những chuyện là không hay xảy ra. Và điển hình là như thế nào? Ví dụ là họ lợi dụng vào cái việc thiện đó, họ làm những hình ảnh gọi là chống phá đất nước và tuyên truyền về cái cờ ba sọc đó, là bắt mấy đứa bé ở trong vùng sâu vùng xa, đại khái như mặc cái áo phao màu cờ mang hình cờ ba sọc, hoặc là làm những hình ảnh gọi là bắt những bé là cõng nhau đi qua một cái con suối nước chảy xiết, và dựng lên câu chuyện là ở đây nhà nước chúng ta không lo cho bắt trẻ em nó lội sông lội suối như thế. Mà một hình ảnh nữa là cái lần đó là anh có xem qua một cái clip, tức là chúng tập trung một số trẻ em cũng cỡ giống như một cái lớp trong trường học, cũng mấy mấy chục em á, đông lắm. Mà mấy chục em đó thì lại là nói chuyện cái ngôn ngữ là theo hiểu là không biết là ngôn ngữ Campuchia hay là một ngôn ngữ dân tộc gì đó, đại khái là không phải là cái tiếng người Kinh. Và hình ảnh các em đó là ngồi xếp lớp ở dưới đất á, rất là dơ giấy, và ăn mì trong tô mà ăn mà bốc tay lên. Thì cái cô người dẫn chương trình á, thì bắt đầu là cô ta mới bình luận là thế này thế nọ, là cái tình trạng hiện trạng là nghèo đói ở đất nước Việt Nam như thế. Cho nên nghĩ là những nước mình ra cái tinh thần cái nghị định 64 là đúng, là vì là cái gì, là để quản lý kiểm soát chặt những trường hợp gọi là lợi dụng vào cái hai cái chữ gọi là từ thiện, à, để phục vụ vào cái mục đích xấu xa của họ. Nhưng cái tinh thần của cái nghị định 64 như thế nào, thì giống như nãy Vi có đọc sơ qua rồi đó, thì mọi người cũng nghe. Có ở đây thì anh có xem một cái tin của tờ Tuổi Trẻ, họ đăng cái tin mà họ giật cái ta tết là Thủy Tiên có thể bị phạt tù vì tự ý vận động quyên góp và tổ chức từ thiện cứu người theo nghị định 64 năm 2008. Thì trong đó thì họ không có nêu cái chi tiết là vi phạm vào điều khoản nào, nhưng mà cái chung chung ở đây họ dùng những từ là đại khái là thiệt hại, nhưng lại Chưa đang có sự băn khoăn về trường hợp pháp hoạt động của cứu trợ tự phát nêu trên. Và cái gì cần lưu ý là nghị định 64 không quy định cho những cá nhân nhóm người như trên được vận động tiếp nhận tiền hàng tiền cứu trợ. Thì ở Yeah. đây theo để mình hiểu là cái gì, hàng cứu trợ là gì? Theo mình hiểu, hàng cứu trợ là được quyên góp và tập trung bởi một tổ chức, đúng không ạ? Thì là xem là hàng cứu trợ. Còn cái này là cô Thủy Tiên, là cô ta làm theo là trên danh nghĩa là tư cách cá nhân, đúng không? Và từ xuất phát từ tấm lòng của cô ta mà những gì á, mà nó làm trên tinh thần là cá nhân. Thì đặc biệt là cái việc đó là nhà nước chúng ta rất là hoan nghênh. Còn tại sao tiền là vào tài khoản cô ta nhiều như thế? Thì cái đó là do những người, ví dụ bạn bè hoặc là những người dân trên toàn quốc, họ ví dụ họ không trực tiếp họ làm được, nhưng họ tin tưởng vào cá nhân đó, mà cá nhân đó lại là cô Thủy Tiên, thì họ có thể ủy quyền, hoặc là họ có thể là gửi thẳng cho cô Thủy Tiên là nhờ giùm. Nói một cách nôm na là mình hiểu.
là thí dụ như Vi đi làm từ thiện đi, anh đi không được, anh nhờ Vi gửi giúp giùm anh 500, 1 triệu gì đó, thì cái chuyện đó thì hoàn toàn là không thể nào là trái pháp luật, không ai cấm điều đó. Nhưng ở đây á, thì anh đang đặt vấn đề là tại sao mà báo Tuổi Trẻ lại nêu ra cái điều này, giật cái ta tốt như thế, nghe rất là cái gì đó gọi nó phản cảm mà nó chói tai lắm. Bởi vì Thủy Tiên á, Thủy Tiên và Công Vinh á, theo hiểu trước khi họ đi làm những công việc thế này là họ đã có một luật sư tư vấn cho họ. Mọi người cũng biết rồi, Công Vinh là gì? Công Vinh từng là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Và cô Thủy Tiên là gì? Cũng là từng một ca sĩ. Cô ta hiện tại đang là một ca sĩ, thì ca sĩ thì luôn có người đại diện và họ luôn luôn có luật sư. Cho nên những chuyện như thế á, là cô Thủy Tiên đã làm cái công việc này là rất nhiều lần chứ không phải là đây là mới lần đầu. Và chính vì á như vậy thì cô ta phải rất cần luật sư tư vấn làm như thế nào cho nó đúng, không bị vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà nước như thế nào. Cái này thì tôi tin vào điều đó, là họ là Thủy Tiên và Công Minh đã có luật sư. Cho nên á, ở đây mình anh đặt vấn đề là tại sao là báo Tuổi Trẻ lại đăng như vậy, mà không biết họ đăng như thế là vì cái mục đích gì, đúng không ạ? Còn tiền cứu trợ thì cá nhân ai muốn làm giống như anh em với nhau, Vi thấy ai đó khổ rồi Vi có quyền tự động Vi từ túi Vi cho, cái chuyện đó là bình Đúng thường không? thôi, đâu có gì đâu mà phải là vi phạm thế này thế nọ kia, mà báo Tuổi Trẻ mà cứ làm lớn chuyện lên. Mà trong khi á không biết là cái chứng cứ là cô Thủy Tiên sai là báo Tuổi Trẻ đã thu thập được bao nhiêu hay là sai mức độ thế nào thì báo Tuổi Trẻ lại không công bố, chỉ quy chụp, coi như là quy chụp là khơi khơi như thế. Thì thiết nghĩ cái báo Tuổi Trẻ là một tờ báo lớn, đúng không? Nghe Mà đã là tờ em báo lớn á, thì không thể nào mà có sự sai sót như vậy được. Anh muốn quy chụp người ta là gì á thì anh phải dẫn chứng cụ thể ra cái lỗi là lỗi nào, sai ở đâu. Có một cái số vấn đề ngoài lề á, thì mình có những người dẫn chứng cái chuyện như thế này là thí dụ như là chị Tiên, Thủy Tiên tới là tại sao không trình báo địa phương, và khi địa phương đi thì hình ảnh livestream của Thủy Tiên tại sao không có hình ảnh của đại khái như dân quân tự vệ hay là công an xã thế này thế nọ. Thì nhiều khi cái đó họ không hiểu thì anh cũng có giải thích là cái chuyện thế này, bây giờ cái tình hình bão lụt nó cực kỳ nghiêm trọng như thế, thì một cái cơ quan cấp xã thì làm sao đủ gọi là gì? Nhân sự, đúng không, để bố trí cho hơn người đi. Thí dụ cô Thủy Tiên cô tới cô xin phép xã thì xã ok không có người, thì trên tinh thần là xã đồng ý vì cái chuyện cấp bách xã đồng ý cho Thủy Tiên đi làm việc, thì không cần thiết là phải có người dân quân hay là công an xã đi theo, chỉ cần có người địa phương đó họ rành địa hình ở đó thì họ dắt Thủy Tiên đi là được rồi, đâu có chuyện gì mà phải cần là phải có công an xã thế này thế nọ đó. Cho nên nhiều người ta không hình dung ra hết, người ta cứ nghe nghe cái luận điệu của lũ ba que rồi những người thế này thế nọ quy chụp đó, nó trái chiều thì nó lại không hay. nha, trong quy định 64 kể cả cá nhân kêu gọi quyên góp hay tổ chức kêu gọi quyên góp được hàng nghìn tỷ cũng chả phải vi phạm cái điều gì, cũng bị đừng có ở dưới xuyên tạc. Thì đó, thì trên tinh thần là như thế. Thì bây giờ thế này anh xin mở một cái đoạn clip của các vị luật sư người ta đã tham gia vào vấn đề này, Vâng, xong và để người em ta mời cũng đã Trần trực Khải. trực tiếp lên tiếng đó, để mình và để xin phép mọi người ít phút để mình mở lên cho mọi người cùng nghe, cho nó có tính là dân chủ với đảng bất công, là mọi người ở dưới thì cứ bảo là do anh em mình là tự dựng câu chuyện lên. Luật sư Đặng Bá Kỹ và luật sư Nguyễn Đức Chánh, thì đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có quy định cấm các cá nhân, tổ chức hoạt động từ thiện. Những quy định được nêu ra phía trên là chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức của nhà nước và các tổ chức được nhà nước cấp phép. Thế còn với trường hợp từ thiện phát sinh từ các cá nhân thì không có văn bản nào điều chỉnh hành vi này hay là cấm.
Mà theo luật thì người dân được phép làm những gì mà pháp luật không cấm. Vậy nên việc làm từ thiện là việc hoàn toàn không vi phạm gì cả. Hoạt động từ thiện hiện tại chỉ đơn giản là hoạt động dân sự bình thường. Ông gặp khó khăn, tôi có tiền thì tôi ủng hộ. Tôi ủng hộ nhưng tôi không đến để gặp được ông, thì tôi nhờ trung gian là ca sĩ Thủy Tiên đến và đưa giúp. Thế thì chẳng sai gì cả. Tôi tự nguyện đưa tiền, ông tự nguyện nhận, ca sĩ Thủy Tiên tự nguyện làm trung gian. Tôi tin ca sĩ Thủy Tiên tôi đưa tiền, pháp luật cũng không cấm người dân cho tặng nhau. Vậy thì không có gì để sai ở đây. Tóm lại là hoạt động từ thiện của các cá nhân là không vi phạm pháp luật, dù số tiền kêu gọi được có lên tới cả trăm tỷ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đó, mọi người cũng nghe rõ rồi đó. Còn ai cảm thấy mà vấn đề này nó không hợp lý thì ở đây người ta cũng nêu đích danh những luật sư nào, tên gì, cụ thể. À, và có thể là tìm những luật sư đó hỏi. Đúng không ạ? Chứ còn ở đây là rõ ràng, mình cũng là mình nghe thông tin. Ở đâu cũng thế, mình nghe thì mình phải có sự so sánh và đối chiếu. Và mình nhìn ra được cái tính logic của vấn đề, rồi mình mới nhận định. Chứ đừng có nghe một phía này rồi nghe phía kia, rồi bắt đầu lại cứ nghe rồi giống như là có Lan Hoàng hay nói hiệu ứng đám đông, lại chui vào lại a vua hồ theo thì nó lại không hay lắm. Cho nên là mọi người cứ phải rõ ràng đó. Còn nghị định 64 mọi người có tìm hiểu đi. Anh ấy muốn lên nãy giờ không tí anh ấy nóng đèn lên anh ấy chửi em á, để cái đám phản động ở trong nước nó kêu gọi từ thiện này. Rồi mời ai lên đi nha. Rồi chào mọi người. Cảm ơn anh, em chào anh.